Chào bạn, hôm nay mình sẽ lên cái cây số 16 các bạn, để Di Linh để xem cái đồng bào ở trên đây người ta trồng lúa bằng phương pháp thủ công xưa nay bao đời của họ rồi. Thì mình thấy rất là hay, chia sẻ với bạn. Đây là đường đi lên đập Lào, và trên đường đi mình sẽ vào để tham quan họ trồng lúa như thế nào nhé. À, bên đó là nước chảy đường đập chảy xuống đây anh à. À, chảy xuống đây đó, lý ra là có thể làm đập bằng ấy ha, cái mương bằng bê tông hay gì à, bê tông trong này luôn hả? Ừ, đây này có mấy cái nắp cống như thế chứ. À, em tưởng đất không chứ. Có bê tông dạng tiếp chứ à. À, cái này là mới à, nó lên 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 hạt rồi nè. Đã ha. À. Cái này vẫn thuộc cây số 16 chứ anh hả? À. Hòa Trung bên đó hả? À. À. Dạ. Cây số 16 này Đinh Trang Hòa. Lúa lên rồi nè. Vậy là cái này là xạ đồng loạt một lúc luôn đó anh. chứ, chứ bây giờ chứ giờ là không 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 đồng loạt được cả. Ai muốn? À, cách nhau ngày hai ngày chứ. Nước nó vô nè. Hay ha, giữa giữa cái đồng cà phê này mà có cái đám lúa độc đáo thiệt chứ. Lội suối rồi. Cái này mới rải luôn anh Điệp. Ồ, mà lên mọng rồi nè. Chị tôi là hết làm. Chị tôi là hết. Hết. Đang xả lúa. Cái này là xả được rồi đúng không? À. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, cái đập là cái bờ đập kìa. À, cái bờ đập bên đó anh. Ừ, đó. À, cái bờ đập bên đó. Là nước chảy xuống đây, nó mình làm. Cái này cũng rộng mà nhiều ấy chứ bộ đâu ít đâu. Ở trên thì cà phê, ở dưới thì lúa. Cái này chỉ có trên mình có thôi chứ ở dưới kia là toàn lúa không là lúa. Em về dưới cái miền Tây rồi cũng vậy. Lúa nhiều mà chỉ cầm đúng rồi nhiều lắm. Mà đứt bật
chờ cậu Út về đó. Đi đâu biết được. Cái này làm gì anh đẹp cho nó bằng hả? À, hay quá ha. Không sáng tạo chứ. Chứ không là mình đâu có biết làm cái, đâu biết làm cái kiểu này. Hay không các bạn? À, nó rút ra đây. Đúng cực thiệt ha. Làm lúa mà ở đồng bằng thì nó còn có máy, đây mình làm tay hết rồi. Đây giờ bị rồi gặp máy, không gặp máy thì chết luôn. À. Tay không. Chảy nước. Trên này đẹp quá. À, cái trên bê tông hết rồi. Chảy qua chứ. Bò là không được đúng không? Im ngang hết. Im nó khôn. Dạ. Cứ sát bò là nó chơi. Dạ. À. Nó có chỗ núp đúng không? To lắm. Dạ. Bắt đuôi. Giờ trong hốc rồi. Có được con gì không? Bắt chim là gì? Đập rồi. Nhanh. Nó đập này to gấp mấy lần đập của mình nhỉ? Đâu chích lượt chiếc vô đây thì đâu rồi? Tập rộng nha. Đâu đi mò ấy. Dạ. Đập cloud. Bán chết cá đi anh ơi. Bắt được con cá nào không? Không đi học hả? Con không đi học hả? Đập cờ lào các bạn. Rất là đẹp. Cái đập này chắc nhiều cá à.